đập tiếp đi nha. Sao rồi em? Rồi nha. Dỗ vậy? Cái này á, mình chỉ cần quen cho cái lỗ nó rộng ra, dựa cái lò xo là được. Nếu như cái này không hợp với cái kia, thì mình sẽ làm ngược lại, cái kia hợp với cái này. Em ơi, tụi anh á cũng đang nghĩ tới cách này rồi. Nhưng mà để tiện được bằng đó chi tiết á, thì chúng ta mất rất nhiều thời gian. Đó là chưa kể, thợ gia công không chính xác thì sẽ tốn rất nhiều phôi, mà mình á thì không thể sản xuất lại được. Nhìn vô á, cũng mất thẩm mỹ nữa. Vậy đúng không? Vậy cũng căng quá ta. À, hay là mình dùng kìm bóp cái lò xo lại. Vậy là được rồi. Đúng rồi đó, anh thử Để đi. em thử cái đã. Anh thử đi. Thấy được không? Nhưng mà nếu mà làm vậy thì cũng không đều được đâu. Hay là bây giờ tụi mình thử dùng máy khoan đi. Cũng được đó. Anh thấy cách này được. Dạ. Nè. Để anh vô trong anh thi công nhân làm. Dạ. Chứ cô ráng kiểm tra kỹ bên đó giùm con. Phía bên Nhật bây giờ họ Dạ. khó tính lắm. Mình ráng làm. Mình tiếp tục công việc nha. Đi đâu vậy? Dạ em muốn xuất kho nguyên liệu tìm trúc và giấy can. Em cần mấy cái đó làm cái gì? Dạ em muốn làm thử thủ công thôi à. Vậy hả? Mà sao giờ này thấy em ít lên văn phòng quá vậy? Hay xuống xưởng nữa? Nhiều khi muốn gặp em để nói chuyện mà không biết làm sao gặp đây. Nếu như có chuyện gì thì anh cứ nhắn chị Trúc, rồi chị Trúc nhắn lại em. Em cũng được xuống xưởng nữa. Không, chỉ là Thôi có việc rồi, em đi nha. Dạ.
Chè ơi, con làm gì mà bề bộn quá vậy hả? Con giục đồ đạc lung tung vậy con? Vú, ở quê vú á, có đèn kéo quân không? Không có, chỉ có đèn soi ếch thôi. Ủa, mà đèn đó là gì vậy con? Cái đèn đó giống như là đèn lồng bình thường vậy đó vú, nhưng mà nó xoay được, rồi có mấy cái hình ở trong nó chuyển động nữa. Ý, hình như vú biết cái này á nha. Hồi trung thu năm ngoái á, đi qua bên quận 5, vú thấy treo một cái đèn to lắm. Nó có vẽ hình vẽ xoay xoay đúng không? Dạ hình như vậy đó. Mà vú vú tả cụ thể cho con biết đi. Tả lại vô không biết tả đâu. Vậy hả? Vậy thôi vú phụ con làm cái này nha. Làm gì? Đây đây, vú cắt cái này giùm con đi vú. Đâu cắt làm sao? Đây vú cắt theo cái hình trong này nè. Rồi, cái Dạ. đó vô làm được á. Uống sữa đi con. Dạ. Cắt như vậy đúng không con? Dạ đúng rồi đó vú. Trời ơi, đẹp quá ha. Nè. Trời dễ thương quá em. Thiệt hả? Để chị chụp hình xong chị post lên Facebook cho mọi Đúng người rồi đó thèm. chị, post đi chị. Hả? Chị ơi, để Hải Yến hoàn thành đi. Cái này vẫn chưa quay đều mà. Trời ngốc, cái mộc mạc đơn sơ như vậy mà ý nghĩa nè. Chị biết Đúng sao rồi không? Tại cái này em sao cũng làm đại không à, chị không biết người ta làm sao hết trơn á. ha. Không, tôi thấy đẹp mà. Hả? Nhìn cũng đẹp mà. Đẹp đi khoe giám đốc. Thôi, Sao thôi. vậy? Tại vì cái này nó chưa có hoàn thành, chưa có hoàn thiện mà. Trời, đẹp rồi. Trời ơi chị. Đánh vậy. Trời vậy mà. ơi. Thôi. Hải Yến chưa có hoàn thành đâu đó. Thôi, coi hình đi, coi hình đi. Ê, cho tôi coi. Coi hình. Trời Ủa? ơi, đẹp quá. Lên hình đẹp dễ sợ. Mời vô. Dạ, em chào giám đốc. Em chào chị Ca Thi. Ten 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 ten. Cái gì đây? Dạ đèn kéo quân. Xung quanh là có vẽ hình người Việt thời xưa. Đó. Giám đốc thấy sao ạ? Từ đâu mà em có cái này vậy? Dạ, cái này là Thôi được rồi. Chúng tôi đang rất là bận. Cô mang cái này ra ngoài đi. Dạ. Cái này ai làm vậy? Dạ Hải Yến đó giám đốc. Đây bên trong là có những cái câu chuyện cổ tích sự tích có thể thay đổi được. Hôm nay Yến vừa mới đem tới, em và mọi người thấy hay quá cho nên đem tới khoe. Đây là lý do mà tôi thấy Hải cứ miệt mài dưới xưởng vậy đó hả? Nè, em nói Hải Yến viết chi tiết dự án này ra. Đồ chơi này dành cho trẻ em bao nhiêu tuổi? Những cái bộ ảnh mà cô ấy dự định làm là cái gì? Rồi marketing và sale cho nó như thế nào? Càng chi tiết càng tốt. Gửi cho tôi sớm nhất nha. Dạ, Ừ. dạ. Nè, em làm ơn đừng có xen quá nhiều vào chuyện điều hành của anh. Anh nói như vậy là ý gì đây? Anh đang trách mắng em đó hả? Món đồ chơi này nếu không phải của Hải Yến, anh có trách mắng em như vậy không? Anh lúc nào cũng bênh chằm chằm của ta hết. Chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Có kinh doanh được đâu. Em càng lúc càng không giống Ca Thi mà anh biết. Em đang quá đáng đó. Em xin lỗi, vì em chưa hiểu rõ được công việc kinh doanh của anh ở đây. Dần dần em sẽ khắc phục được.
chưa đủ chín chắn để làm ra những thứ thực sự tốt. Nhưng đây quả thật là một người có ý tưởng và rất là say mê công việc. Công bằng mà nói á, tập hồ sơ này anh thấy rất là khá so với những gì anh được nhìn thấy. Em nghĩ làm sao nếu như bây giờ anh nâng cô ấy lên trưởng nhóm sáng tạo? Dạ. Chắc sẽ không có ít người dèm pha về kết quả này đâu anh. Quan trọng là về lâu dài và năng lực kìa. Cái này em đồng ý với anh. Ừ. Vậy em chuẩn bị cho anh văn bản quyết định cho Hải Yến lên trưởng nhóm sáng tạo đi. Dạ, dạ được ạ. Anh nè. Dạ. Sau này em để ý cho công việc của Hải Yến chút xíu. Bởi vì Hải Yến chưa muốn làm việc trực tiếp với anh đâu. Em hiểu rồi. Em chào anh. Sao anh làm điều này mà không nói với em một tiếng? Chuyện nhỏ vậy anh cũng phải nói với em à? Không phải tất cả mọi việc anh phải nói với em. Nhưng việc này không có nhỏ. Cô ta còn chưa ra trường, mình còn chưa biết rõ cô ta là ai. Tại sao anh lại quyết định như vậy? Cho dù cô ta là người làm bán thời gian, nhưng mà ở công ty thì cũng lâu rồi. Với lại đó là người có năng lực. Em đã thấy những gì cô ta làm chưa? Em biết. Nhưng mình cần phải thử thách cô ta hơn nữa. Chưa bấy nhiều đó, chưa nói lên được điều gì cả. Với cương vị của em yêu cầu anh rút lại quyết định này. Những gì anh đã quyết định không thay đổi gì hết. Đây không phải là cái chợ. Vậy cương vị của em là gì? Cũng vẫn cấp cao. Vậy em không cần can thiệp vào bất cứ chuyện gì hết. Anh biết. Alo, anh có rảnh không? Cô hẹn tôi có chuyện gì? Anh có biết là Hải Yến được cất nhắc lên trưởng nhóm sáng tạo không? Dĩ nhiên, tôi là người đầu tiên báo tin cho cổ mà. Anh có biết là đáng ra vị trí đó thuộc về anh? Không sao, tôi luôn luôn ủng hộ Hải Yến. Việc tôi hay Hải Yến bước vào vị trí trưởng phòng sáng tạo không quan trọng. Vậy cô có biết tôi là định mệnh của nhau chưa? Anh ngốc thật hay là ngốc giả dờ vậy? Anh có biết là tại sao Biên Nguyễn lại cất nhắc Hải Yến lên trưởng nhóm sáng tạo không? Vì anh ta có tình cảm với Hải Yến. Định mệnh gì chứ? Sao trên trời còn đổi ngôi nữa đó? Cô nói thiệt chứ? Tất nhiên rồi. Tôi cũng như anh thôi. Chúng ta phải tranh đấu để giữ lấy định mệnh của mình. Ý của cô là... Ý tôi là anh hãy giữ chặt lấy Hải Yến. Bằng cách là phải tách họ ra. Đừng để họ ở gần nhau. Vậy làm cách nào? Anh chỉ cần nghe lời của tôi. Hoàn toàn làm theo lời của tôi. Và im lặng. Tôi luôn. Tôi luôn ơi. Tôi luôn. Rồi, được rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Đúng như anh Quốc đã nói à? Cô đã hài lòng chưa? Sao cô lại bắt xe cho chuyện của người khác vậy? Cô là ai mà cô lại có quyền chỉnh sửa bản thiết kế của người khác? Hả? Tự cô xem đi. Cô đọc kỹ bản chất luật của phía bên Nhật đi. Thế kỷ nổi, gây nguy hiểm cho trẻ đó. Thôi, về văn phòng đi rồi nói chuyện. Thật là người non háo đá mà. Còn anh nữa, anh đừng có suốt ngày bên dịch của ta. Phía bên Nhật đã hủy hợp đồng rồi đó.
Bây giờ phải tính xem phải tình huống như thế nào kìa. Cô hài lòng đấy chứ gì? Dạ con nghe nè mẹ. À Bill hả con? Mẹ vừa nghe Cathy nó gọi điện. Nghiêm trọng vậy hả con? Chưa hẳn tuyệt vọng đâu mẹ. Con đang tìm cách đi. Cách gì bây giờ? Bây giờ giữ mối quan hệ với họ còn khó nữa đó. Mẹ à, đừng làm con rối thêm nữa mà mẹ. Nè, mẹ còn nghe Cathy nó nói là con nâng chức cho Hải Yến nữa hả? Lại còn chuyện đó nữa hả? Con lớn rồi, đừng có để mắc sai lầm nữa được không con? Mẹ à, đây không phải là lúc nói mấy chuyện đó đâu mẹ. Nè, mẹ nói không có sai đâu. Đừng có mắc sai lầm hắt hủi Cathy rồi nuông chiều Hải Yến như vậy. Ờ, con đang cần chờ điện thoại để giải quyết mấy công việc đó mẹ. Ờ, mẹ có phải là người phụ nữ ca cẩm như người ta đâu mà gọi điện thoại rầy la con chuyện đó. Cathy xuống mẹ à. Mẹ. Ờ, trời đất ơi, con với cái. Ba, ngủ một chút đi ba. Ba, vụ này thiệt hại của mình không ít hả ba? Ba, cái chuyện giặc này nhầm nhò gì? Nếu vậy thì cô mạnh tay nhé. Con nợ ba đó nha. Ba bỏ ra khá khá để cùng dạy nữa đó. Bà chỉ có một mình con là cái rượu thôi đó. Con có uống một ly không? Ờ, dạ thôi ba. Anh gọi em hoài sao em không bắt máy gì? Em xin lỗi, tại mi căng thẳng. Anh sẽ cho người làm rõ việc này, em đừng có lo lắng quá nha. Anh à, em không cố ý đâu. Anh biết mà. Anh cho em xuống phân xưởng nha. Em không định bỏ cuộc chứ hả? Em có giống một kẻ hèn nhát bỏ cuộc không? Em chỉ muốn xuống phân xưởng để tìm hiểu thêm về công việc. Chứ em biết ít quá nên cứ mắc sai lầm hoài à. Dưới xưởng rất là cực đó nha. Em có sợ đâu. Ở đây em thấy căng thẳng hơn. Mọi người ra vô cứ nhìn em kỳ kỳ á. Còn chị Cathy nữa. Nếu vì chuyện đó thì em đừng có đi. Ở đây đối mặt thì mới giống em chứ. Còn gì nữa không em? Ờ...
phố. Hay Yến. À, anh đang bận hả? À được rồi. Chỉ cho em chút được không? Anh đợi chút nha. Dạ. Anh, cho em xin lỗi dù là sao hôm trước nha. Chắc anh gặp phiền phức nhiều lắm phải không? Không có gì đâu em, đó cũng là lỗi của anh thôi. Ừ, anh cũng tự cẩn thận. Tôi biết mà. Mà lúc đó cũng đâu có giải pháp nào hay hơn đâu. Em thấy vì chuyện đó mà công ty mình bị bắt phải thay đổi hợp đồng và đòi bồi thường. Em không biết phải làm sao. Anh cũng có nghe anh Biêu Nguyễn và chị Cathy nói về việc này. Nhưng bây giờ mình đi chờ anh Biêu Nguyễn thôi, chứ anh không biết phải làm gì nữa. Anh chờ về xưởng của anh làm nha. Rồi, sao mà được. Em có biết gì về máy móc nhà xưởng đâu mà làm. Em đã xin anh Biêu rồi. Em sẽ ở đây học việc 3 tháng không lương. Anh không cần để ý tới em đâu. Giờ cũng sẽ không đụng tới máy móc. Cho tới khi nào anh chưa cho phép, em chỉ ở đây chạy lên quanh phụ mọi người thôi. Được không anh? Vậy sao được em? Cứ để em làm đi. Bắt đầu từ ngày mai nhé. Nếu em nói vậy á, thì em vô nhà kho lấy quần áo bỏ hồ lao động đi. Anh sẽ bàn lại với anh Biêu Nguyễn. Dạ. Em đem tài liệu an toàn lao động gì xem, rồi em đọc kỹ nha. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh. Ừ. Anh, ký giùm em. Alo. Ông tới văn phòng gặp tôi ngay. Chào anh. Ông ngồi đi. Chuyện quan trọng như vậy thì lần sau ông gặp tôi trực tiếp để nói nha. Và tôi cũng chỉ muốn cho anh biết sơ qua thông tin tôi vừa nhận được từ người quen. Lần này á, ông trời đã mỉm cười với ta rồi. Chuyện gì? Phía bên Nhật đang dọa sẽ cắt hợp đồng với công ty Biêu Nguyễn về việc thiết kế kém an toàn. Tôi đã dò hỏi, do một lỗi thiết kế không hợp lý. Một công ty vượt qua nhiều kiểm định khắt khe, chẳng qua cũng là một trò bịp. Đáng tin cậy chứ? Sớm muộn gì Biêu Nguyễn cũng bật khỏi đây thôi. Ừ. Vậy thì chơi gì nữa? Ông hạ giáng bài xuống đi. Anh cho phép tôi chứ? Việc gì thuận tiện và kín kẻ thì cứ làm. Dạ. Nhà lại mở đèn. Ủa, mẹ. Mẹ về hồi nào vậy? Trời ơi, mày làm con hết hồn luôn vậy đó. Con nghĩ giờ này người giúp việc phải về rồi chứ. Hôm nay người giúp việc theo giờ, không những để đèn sáng mà còn cho người lạ vào nấu ăn nữa ha. Mẹ là người giúp việc của con mấy chục năm rồi, có được trả công bao giờ đâu, mà còn không tính giờ luôn đó. Ủa sao mẹ không báo cho con biết, để con ra rước mẹ. Mẹ về nhà mình mà, sao lại phải đưa rước làm chi, cho rắc rối vậy con. Thôi, con thay đồ đi rồi ngồi vào bàn ăn. Hôm nay mẹ nấu mấy món miền Tây đó. Cũng thiếu vài thứ rau thơm, nhưng mà chắc không tới nỗi ăn không được. Ừ, thôi khỏi rồi mẹ ơi, ngon quá. Ủa mà mẹ về bao lâu vậy? Ờ,
Mẹ chưa ở ngày nào mà sao chưa gì con tính đuổi mẹ đi rồi hả? Đâu có đâu, con hỏi để con tính cho nó tiện đó mà. Mẹ về hẳn. Mẹ đã thu xếp hết được việc của công ty rồi. Nhà thì giao lại cho bên môi giới, họ sẽ tính toán cho thuê lại. Còn vài thủ tục lặt vặt nữa sẽ chuyển tới sau. Mẹ đã tính rồi, mình mẹ ở bên đó cũng không vui đâu. Mẹ quyết định thiệt rồi đó hả? Ừ. Trong lúc con đi á, mẹ đã nghĩ kỹ hết rồi. Con không có gắn bó với nơi này, còn trở về đây huống hồ gì mẹ. Mẹ muốn á, tuổi già của mẹ được sống trong toại nguyện. Mẹ vẫn còn đau đáu chuyện đó nữa hả? Con đã cho người dò la dữ lắm đó, nhưng mà không biết ông Sáu đang ở đâu nữa. Không biết chừng nào mới tìm ra em gái của con. Nhưng mà dù sao thì mẹ vẫn muốn cố. Mẹ không muốn chết mà không được nhắm mắt xuôi tay. Trời ơi, mẹ nói cái gì kỳ vậy? Mẹ không được chết, mẹ phải sống thiệt lâu để còn bế cháu cho con nữa. Còn nữa nha, còn nghĩ đến chuyện đó nữa hả? Biết mẹ muốn rồi nó xạo cho qua phải không? Nè, lần này á, mẹ về mẹ sẽ lo chuyện vợ con cho con đàng hoàng đó nha. Mà hồi bên đó mẹ nghe con Cathy nói đủ thứ, mà mẹ có bao giờ dạy con trăng hoa đâu hả? Mẹ lo chuyện vợ con cho con sẽ lo chuyện tri kỷ cho mẹ. Con mà lo được á, thì con đã lo từ lâu rồi. Nè, con ăn thử món này đi, mẹ mới làm đó, được không? Món gì lạ quá vậy mẹ? Ăn có sao không đây? Con sẽ giới thiệu với bác bộ phận cuối cùng của công ty. Con và anh Miêu Nguyễn rất tự hào về nó vì đã gây dựng được. Mặc dù là không có gì nhiều, nhưng hoạt động theo mô hình bên Mỹ. Đây phòng marketing nè bác. Dạ chào chị. Thưa bác, đây là nhân viên phòng marketing và sale. Dạ chào bác. Chào, dạ chào bác. Dạ chào bác. Chào các con. Đây là mẹ của anh Miêu Nguyễn. Dạ. Chào các con. Dạ chào bác. Dạ, chào bác. Bác chỉ là một người mẹ giúp con mình thực hiện điều nó muốn thôi. Cũng giống như cha mẹ các con vậy. Cathy nói rất nhiều về các con. Thôi bây giờ thì cố gắng làm việc cho tốt nha. Dạ. Dạ. Bác, lần này bác có về công ty làm việc giống như chị Cathy không ạ? Không. Thật ra thì bác lớn tuổi rồi, cho nên là thôi, cái này để cho con trai bác làm được rồi. Dạ. Thôi, các con cứ tập trung làm việc. Bác đi tham quan một chút rồi bác về. Đừng có quan tâm tới bác. Cứ làm việc đi con. Dạ. Để con tiện bác. Rồi. Dạ con chào bác. Chào bác. Chào con. Dạ chào bác. Con biết làm cái này nữa hả? Dạ, cái này con đang tập thôi. Tại vì lần trước con làm không được tốt lắm. Mà nè con, công ty mình cũng sản xuất cái này nữa hay sao? Dạ không, con đang học việc. Đây là dự án học việc của con đó bác. Ủa chị à? Như cái mẫu này nè, bên trong con sẽ dán hình lên đây để cho trẻ học ngoại ngữ. Còn mẫu này á thì con sẽ thay những cái hình khác. Con nghĩ con nít nó sẽ thích đó bác. Dạ. Nè, con ơi, con dán cái này xong rồi con vẽ mấy hình dân gian vô, đúng không? Dạ. Nhưng con nghĩ nếu như vậy trẻ con sẽ thích hơn. Dạ. Ủa bác, bác có biết làm đồ chơi cho con nít không? Người mẹ nào cũng biết làm đồ chơi cho con mà. Dạ. Đêm qua con rất muốn làm một món đồ giống vậy nè, nhưng mà mình phải có một cái khuôn caro nhiều ô, rồi bác sẽ nhét những cục đất sét nhỏ vô rồi đổ ra thành hình, thí dụ như là con thú hay là hoa. Nhưng mà con mới nghĩ tới đó thôi à, con chưa có biết cách nào mà làm chúng dính lại với nhau nữa. Sao con ráng nghĩ thêm đi. Con không có nghĩ được, tại vì con phải làm cho xong cái này, nếu không nó sẽ có người ghẹo con là hả, lúc nào cũng bỏ cuộc. Vậy thôi, con tiếp tục làm đi nha. Dạ, chào bác.
Vô, chúc mừng anh một phi vụ béo bở. Không, chúc mừng anh mới đúng chứ. Bởi vì chính anh mới là người làm thay đổi thời cảnh mà. Không, không, không. Nếu mà không có ông á, thì làm sao mọi chuyện dễ dàng như vậy? Không, chắc chắn với anh là bây giờ bên công ty của nó đang nhốn nháo đi. Lô hàng sắp sẽ được chuyển về. Nhưng mà bên Nhật thì gửi mail tuyên bố là sẽ chấm dứt hợp đồng với lương đạo mức đền bù trong vòng 7 ngày nữa, và đồng thời gửi bản kiểm định về lô hàng mới với chất lượng là chứa hàm lượng trì quá cao. Anh làm con càng lắm. Vô, chúc mừng anh. Vô. Dạ. Em không thể hiểu nổi anh nữa. Mọi việc đến nước này, anh vẫn còn Binh Hải Yến là sao? Tất cả những gì em đang nói đều không có bằng chứng, căn cứ đâu? Em là vợ anh, là một người anh phải chăm lo, mà một lời em nói anh cũng không tin. Chúng ta chưa có cưới nhau kia mà. Chúng ta sẽ cưới nhau một sự thật rành rành. Hải Yến thường xuyên ở dưới xưởng, anh còn cho phép cô ta ở dưới đó sau sự cố vừa rồi. Giờ thì sao đây? Lợi nhuận thì chưa kiếm được bao nhiêu mà đã phải bỏ tiền túi ra bồi thường. Em sẽ gánh vác công ty cùng với anh, nhưng mà em không thể để anh cứ mắc sai lầm hết lần này tới lần khác được. Em càng nói anh càng thấy em càng hồ đồ đó. Không phải em hồ đồ mà vậy quá mê muội Hải Yến. Anh hãy suy nghĩ lại thử xem sao, có phải tất cả những việc đó là vì con nhỏ đó hay không? Em đừng gọi Hải Yến là con nhỏ này con nhỏ nọ. Khi chưa có kết quả thì tôn trọng người khác một chút. Được, chờ kết quả điều tra đi. Lớn. Chị, ngồi đó đi. Ngồi xuống. Ngồi đó. Coi tôi nè. Làm lại. Ê gì? Chào con. Dưới tình hình này á, bụng tôi từ một trái thành 6 múi được không? Ê, làm mà ngồi sủi đơ ra vậy? Ê, tôi nói mà nghe một cái ý tưởng này nha. Tôi đang quyết định thành lập một cái hội gọi là mờ mờ cơ mờ. Bà có tham gia không? Cái gì vậy? Cái hội đó là vậy nè. Vậy ha, tôi sẽ thành lập một cái hội vừa đi bộ vừa ăn đậu phộng. Tôi sẽ thành lập một cái hội như vậy luôn, vừa đi bộ vừa ăn đậu phộng. Mờ mờ cờ mờ có nghĩa là một mình chống ma. Không phải là ma, mà là mafia. Nhớ những cái vụ ở công ty của mình là mafia cá mập. Bà có hẹn không? Không có hẹn thì tham gia đi. Được rồi, đưa tay lên. Ừ, đây. Cúp xuống. Bẹn hốt lên. Rồi, méo tay. Rồi đó. Quyết định vậy nha, bà tham gia cái hội của tôi nha. Mình cùng xông vào chiến trận, ngày mai là bắt đầu nha. Được rồi, đi. Cái này á, mình chỉ cần quen cho cái lỗ nó động ra, nhìn cái lò xo là được. Nếu như cái này không hợp với cái kia thì mình sẽ làm ngược lại, cái kia hợp với cái này. Em ơi, tụi anh á cũng đang nghĩ tới cách này rồi, nhưng mà để tiện được bằng đó chi tiết á thì chúng ta mất rất nhiều thời gian. Đó là chưa kể ở gia công không chính xác thì sẽ tốn rất nhiều phôi, mà mình á thì không thể sản xuất lại được, nhìn vô cũng mất thẩm mỹ nữa. Hay là mình thực kỳ bóp cái lò xo lại. Anh nên coi sát chương trình và coi chừng công nhân lại. Đúng như anh Quốc đã nói mà. Cô đã hài lòng chưa? Sao cô lại thích xen vào chuyện của người khác vậy? Cô lấy cái quyền gì mà tự mình quyết định việc của phòng thiết kế người ta chứ? Sáng tạo cái gì chứ? Hả? Tự cô xem đi. Đủ rồi. Thôi, về văn phòng đi rồi nói chuyện. Thật là người non háo đá mà. Còn anh nữa, anh đừng có suốt ngày bên giường của ta.
Em không định bỏ cuộc chứ hả? Em có giống một kẻ hèn nhát bỏ cuộc không? Em chỉ muốn xuống phân xưởng để tìm hiểu thêm về công việc, chứ em biết ít quá nên cứ mắc sai lầm hoài. Dư sự rất là cực đó. Em có sợ đâu. Ở đây em thấy căng thẳng không? Mọi người ra vô cứ nhìn em kỳ kỳ. Còn chị Cathy nữa. Nếu gì chuyện đó thì em đừng có đi. Ở đây đối mặt thì phải giống em chứ. Em còn gì nữa không anh? Đâu rồi? Dạ con nghe nè mẹ. Chị nào con về? Hôm nay chắc con về trễ chút xíu. Buồn lắm rồi con. Con cần suy nghĩ một chút mẹ. Bên Nhật đã hủy bỏ hợp đồng rồi. Con về ăn tối, nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nghỉ phụ với con. Thôi mẹ cứ ăn trước đi, lát nữa con về mà. Cứ từ từ con, cái gì cũng có cách giải quyết. Bây giờ con đi đâu? Con chỉ lang thang một chút thôi. Thôi mẹ ăn rồi đi nghỉ trước đi. Con đang lái xe, vậy nghe mẹ. Sao ăn chậm vậy? Chừa phần cho anh hả? Em còn thấy món lề đường này ngon không? Ngon hơn. Nhưng mà hình như hôm nay hơi cay. Anh ăn.